Căn cứ khoản 1 điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định, đất có vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải nằm trong cùng một thửa đất đang có nhà ở. Điều kiện để thực tác thửa đối với đất có vườn, ao phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chung theo quy định của pháp luật và điều kiện riêng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định theo đó. Thứ nhất, thủ tục để thực hiện tách thửa căn cứ theo quy định tại điều 75 nghị định 43/2014 như sau. Bước 1, người sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ để chuẩn bị tách thửa. Bước 2, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo đạc địa chính để tách thửa, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật biến động chỉnh lý vào hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai. Bước 3, nhận kết quả hồ sơ. Thứ hai, thửa đất mới tách phải đáp ứng các điều kiện về hạn mức, kích thước, diện tích tối thiểu đối với đất có vườn, ao để tách thửa theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. Ví dụ tại Hà Nội, căn cứ quyết định số 20/2017, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở có vườn ao trên địa bàn thành phố là từ 120m² đến 500m². Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục tách thửa đối với đất ở có vườn ao. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích vấn đề này ở những video tiếp theo.